Để có thể cai nghiện, em sẽ nhốt cậu trong một thời gian, thì chỉ có Vú và cậu Mão mới có thể tiếp xúc với cậu thôi. Cô có lầm không đó? Cô nói là cho tôi cai nghiện, sao cô để thuốc phiện trong nhà? Việc cai nghiện cốt là ở ý chí. Nếu cậu đã quyết tâm, sao lại còn e sợ như vậy? Cô, Vú với cậu Mão nghe con dặn đây. Việc mở khóa và dùng thuốc là do cậu Đức quyết định. Cậu nói mở là mở, dùng là dùng, không ai được cản. Rõ ràng là cô ta không thật lòng giúp tôi cai nghiện. Ai giúp người cai nghiện mà cho con nghiện biết chỗ lấy thuốc chứ? Cậu à, mợ Hân chấp nhận cho cậu cai nghiện đã là một việc tốt rồi. Cái quan trọng bây giờ là cậu phải nhẫn nhịn, rồi mọi việc sẽ thành công mà. Vú à, Vú về phòng tôi. Tôi muốn Vú giúp chuyện này. Cậu à, cậu cần gì? Vú ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với Vú. Tôi tính kỹ rồi, nhưng mà việc này phải nhờ Vú giúp. Tôi có thể giúp gì cho cậu chứ? Vú cũng thấy thái độ của cô ta rồi đó, tôi không yên tâm. Vú à, Vú phải giúp tôi. Vú tìm cách lấy chìa khóa xe mà cậu Mão đang giữ, rồi cho tôi ít tiền, tôi lên Sài Gòn. Tôi có bạn trên đó, họ sẽ giúp tôi. Cậu à, cai nghiện ở đâu cũng không quan trọng. Cái quan trọng là có người giúp cậu cai, và cậu phải có ý chí. Ở đây còn có tôi và cậu Mão sẽ giúp cậu. Nghe lời tôi đi, tốt nhất là chúng ta nên cai nghiện ở nhà. Thôi được, tôi hiểu rồi, tôi trông cậy hết vào Vú.